Đại dịch COVID-19 xuất hiện đã làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại những mất mát đau thương và nước mắt của người ở lại. Nhưng đại dịch COVID-19 cũng cho chúng ta những bài học ngọt ngào để chúng ta nhận ra rằng đâu đó vẫn còn những tình cảm thiêng liêng trọn vẹn giữa người với người. Trong đó có tình cảm thiêng liêng của các y bác sĩ, những người công tác ở tuyến đầu chống dịch dành cho người bệnh. Họ cũng giống như bao nhiêu người, cũng lo sợ bị nhiễm bệnh, cũng lo lắng cho người thân, cũng muốn được sum vầy bên gia đình. Nhưng gác lại tất cả, họ lên đường vì người bệnh cần họ. Câu chuyện hôm nay chúng tôi muốn gửi đến là nữ bác sĩ Phạm Thị Mỹ Xuyên, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để tham gia tuyến đầu điều trị COVID-19, khi dịch bệnh trên cả nước cũng như tại Bến Tre rơi vào những ngày cao điểm. Tuy nhiên, khi nhận được lệnh Bệnh viện Y học Cổ truyền nơi mình công tác sẽ chuyển đổi công năng làm bệnh viện dã chiến số 2, chuyên thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, thì bản thân bác sĩ Phạm Thị Mỹ Xuyên cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Áp lực khi phải điều trị một căn bệnh truyền nhiễm mới, nguy hiểm, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm lại phải xa con nhỏ để tham gia làm việc nhiều ngày tại bệnh viện. Nhưng với tinh thần của người thầy thuốc tâm huyết với nghề và luôn thấm nhuần lời dạy của bác, lương y như từ mẫu, chị đã gác lại tất cả những lo toan đó để bước vào cuộc chiến chống dịch với tinh thần vững vàng nhất. Vừa làm, vừa học, vừa tích góp kinh nghiệm cho bản thân. Hơn hết, điều giúp chị luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ chính là tình yêu với người bệnh và sự tận tụy với nghề. Có những tour bệnh nặng, không có được ngồi nghỉ chân luôn. Nhất là tour đêm 8 tiếng, hầu như là cứ đi suốt. Tại vì mình không có chuyên về hồi sức, nên mình cứ đi thăm bệnh mấy à. Mình xuống mình thăm, mình kéo từng cái mát oxy, mình chỉnh từng sợi dây oxy. Chỉ sợ là người bệnh ngủ quên, rồi tuột oxy, rồi người nhà không phát hiện, hoặc là những người xung quanh không thấy đi kêu mình. Mình cứ chia nhau mình đi len lỏi từng phòng, phòng nặng mình đi trước, rồi đến phòng nhẹ. Lúc đó mình chỉ nghĩ là mình coi những cái người bệnh nó giống như người thân của mình vậy đó. Mình xuống mình kiểm tra, mình thăm, mình chỉnh từng cái áo, rồi kéo từng cái mền, giống mình tưởng tượng như người thân của mình đang nằm đó vậy đó. Vào ca trực, vào việc là thế, nhưng ít ai biết rằng sau ca trực là những trăn trở của riêng chị khi nghĩ về gia đình. Cậu con trai thì về ở với ngoại, còn cô con gái nhỏ phải gửi ông bà nội gần 80 tuổi chăm sóc. Hơn 6 tháng, Bệnh viện Y học Cổ truyền chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19, số ngày ở bệnh viện của chị nhiều hơn ở nhà. Có những ngày được ra ca trực, được nghỉ dài hôm, chị cũng chẳng dám về thăm con vì sợ mang mầm bệnh về cho gia đình. Vậy là dù có được nghỉ, chị cũng chỉ có thể về đứng bên hàng rào, len lén nhìn con rồi gạt nước mắt quay về với công việc. Bởi chị hiểu bệnh nhân và đồng nghiệp vẫn đang rất cần mình. Khi đi vậy thì con trước khi đi thì tập cho con ngủ với bà nội. Rồi hàng ngày gọi điện về chăm, chỉ khó nhất là những lúc mà con bị bệnh thôi. Khi nửa đi mà nội điện là con ơi giờ cháu nó sốt, cháu nó ho, cháu nó ói. Thì lúc đó tự nhiên mình cũng có phân tâm liền. Mình chỉ tư vấn là má lấy thuốc, con để ở vị trí đó, rồi rọi cái webcam á, mình chỉ, rồi mình theo dõi con. Nhiều khi ra trực rồi cái con bệnh cái mình thức luôn tới sáng vậy đó. Dù nỗi nhớ con, nhớ gia đình luôn canh cánh bên lòng, nhưng chị chưa một phút quên nghĩa vụ và đã cống hiến hết mình cho công việc, cho người bệnh. Bởi với chị, niềm vui nhìn thấy người bệnh được khỏe mạnh chính là động lực để quên đi mệt mỏi. Chính nhờ sự tận tụy với nghề của những người thầy thuốc như chị mà nhiều người bệnh đã được cứu sống trong cơn thập tử nhất sinh của đại dịch COVID-19. Năm 2021, chị là một trong những cá nhân xuất sắc không chỉ của bệnh viện mà của cả tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bác sĩ Xuyên là bác sĩ có mối quan hệ rất là tốt, hài hòa, nói chuyện rất là tạo được cái mối quan hệ với đồng nghiệp rất là tốt. Thì trong cái quá trình mà điều trị trong cái khu F0 á, thì bác sĩ Xuyên lại có những cái tiêu biểu rất là tốt, như là tuyên truyền cho người bệnh nè, để theo dõi sức khỏe, chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi từng giờ, từng ngày trong ca trực. Thì bác sĩ Xuyên đã giúp cho người bệnh trong quá trình điều trị là cải thiện sức khỏe rất là tốt và đã xuất viện trong cái tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Đến nay, dù Bệnh viện Y học Cổ truyền đã không còn điều trị bệnh nhân COVID-19 và quay trở về hoạt động bình thường vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 vừa qua,
nhưng tin rằng dù ở vị trí nào thì bác sĩ Phạm Thị Mỹ Xuyên vẫn luôn để lại trong lòng người bệnh những hình ảnh đẹp nhất của người thầy thuốc luôn vì dân phục vụ.